chào quý vị các bạn. Quan sát trên bản đồ mưa của nước ta thì có thể thấy hiện nay khu vực Trung và khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ đang được bao trùm bởi những vùng mây dông dày đặc. Trong khi ở Trung và Nam Trung Bộ thì giải mây dông kết hợp với trường gió Đông, Đông Bắc thổi khí ẩm từ biển vào đất liền, thì các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ lại chịu sự tác động của trường gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Do đó, trong đêm nay, các tỉnh khu vực từ Huế đến Bình Định và hầu khắp khu vực Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ vẫn sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đáng lưu ý nhất là vào thời điểm này thì những cơn mưa dông thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sấm sét, tố lốc và mưa đá nên sẽ khá nguy hiểm. Đặc biệt, bà con ở khu vực vùng núi cần phải hết sức đề phòng, nguy cơ có thể xảy ra lũ ống, lũ quét và cả sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Theo dự báo thì trong 2 đến 3 ngày tới, mưa rào và dông tiếp tục sẽ xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm chiều tối ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, nên nhiệt độ tại các khu vực này cũng có xu hướng là giảm dần. Đặc biệt tại cao nguyên, nhiệt độ cao nhất toàn vùng sẽ giảm xuống là dưới 33 độ, các tỉnh thành Nam Bộ thì cao hơn khoảng 2 độ, có nơi vẫn lên tới 34 độ. Còn tại các tỉnh Trung Bộ từ Huế trở vào cho đến Bình Định, do mưa nhiều nên nền nhiệt độ sẽ giảm đáng kể. Đến trưa chiều ngày mai thì cũng chỉ dao động trong khoảng là 29 cho đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, trời cũng sẽ nhiều mây hơn, đôi lúc cũng có mưa rào rải rác. Nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng từ 30 cho đến 32 độ, thời tiết dịu mát và khá dễ chịu. Quay trở ra với các tỉnh thành ở phía Bắc thì sau những ngày mưa, miền Bắc lại bước vào những ngày nắng nhiều và hanh khô. Mặc dù là ngày hôm nay nhiệt độ không quá cao, chỉ dao động từ 31 đến 33 độ, nhưng độ ẩm trong không khí lại khá thấp, từ 50 đến 60% vào thời điểm trưa chiều, nên người dân miền Bắc có cảm giác là hơi oi bức. Sang ngày mai thì vùng thấp nóng ở phía Tây sẽ có điều kiện mở rộng và phát triển lấn sang, bao trùm toàn khu vực phía Tây Bắc Bộ, khiến cho trời có nắng nhiều, nắng mạnh nên nền nhiệt độ cũng tăng cao. Cụ thể là tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên tới 32 đến 33 độ. Giữa trưa có cảm giác khá oi bức. Riêng ở tại Quảng Ninh, Hải Phòng do vẫn chịu tác động của gió Đông Nam nên nhiệt độ dễ chịu hơn, chỉ từ 30 đến 31 độ. Đặc biệt khu vực mà nhiệt độ tăng nhanh nhất sẽ vẫn tập trung chính ở tại khu Tây Bắc và cả vùng núi phía Bắc, với nhiệt độ hầu hết đều phổ biến trong khoảng là từ 33 đến 34 độ. Trong đó một vài điểm như là Mường Tè hay là Mường Lay, Mường La, Yên Châu hay Phú Yên có thể lên tới 35 độ vào lúc giữa trưa, đạt ngưỡng nắng nóng. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông không chỉ diễn ra ở trên đất liền Trung Bộ và các tỉnh thành ở phía Nam mà còn diễn ra trên hầu khắp các vùng biển của nước ta. Nguyên nhân là do sự hoạt động của một vùng áp thấp ở ngay trên khu vực phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở tại khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và cả ở bên vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Như vậy là ngày mai thời tiết nước ta có sự phân hóa khá rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng nhiều, hanh khô và nhiệt độ tăng nhanh, thì các khu vực như là Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa dông nhiều nơi. Đáng chú ý có điểm mưa vừa, mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông. Bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày 27 tháng 5 của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!